Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để cùng với kênh tin mới nhất đón xem những tin tức mới nhất, nóng nhất cũng với đó là những sự kiện nổi bật diễn ra ở trong ngày. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào chi tiết bản tin để đón xem những tin tức nổi bật có trong chương trình ngày hôm nay diễn ra trong vòng 24 giờ qua ở trong nước và quốc tế quý vị nhé. Mực nước sông Mekong cao thứ hai lịch sử 112 năm qua. Dữ liệu của MDM cho thấy trong tháng, các đập thủy điện thượng nguồn, phần lớn của Trung Quốc xả khoảng 6 tỷ mét khối vào sông Mekong. Dự án MDM, tức giám sát hoạt động các đập thủy điện sông Mekong cho biết, các con đập đã xả gần 1 tỷ mét khối nước vào sông Mekong ở tuần trước. Hoạt động xả nước đáng kể nhất được ghi nhận tại các đập Tiểu Loan và Cảnh Hồng cùng của Trung Quốc, bên cạnh có đập Nam Ngum 1 của Lào, Ubolatana, Siribong của Thái Lan và Hạ Sisan 2 ở Campuchia. Điều này gia tăng dung tích vào hệ thống sông Mekong so với dòng chảy tự nhiên, gây ra tác động tiêu cực đối với các cánh rừng ngập lũ và tập quán di cư của các loài cá. Tổng lượng nước mà các đập thủy điện xả vào dòng Mekong trong tháng 5, thời điểm giao giữa mùa khô và mùa mưa trên toàn lưu vực khoảng 6 tỷ mét khối nước, phần lớn đến từ thủy điện của Trung Quốc. Tổng lưu lượng nước trên sông Mekong trong tháng là 22,8 tỷ mét khối, so với lưu lượng cơ sở trung bình là 9 tỷ mét khối. Tháng 5 vừa qua là tháng dung tích dòng chảy cao thứ hai so với cùng kỳ các năm trong chuỗi số liệu thu thập từ năm 1910. Bên cạnh việc thủy điện xả lượng lớn nước, năm nay trên toàn lưu vực đón lượng mưa trái mùa lớn trong tháng trước. Nếu loại bỏ yếu tố thủy điện thì dòng chảy tự nhiên của sông Mekong chỉ đứng thứ 10 trong chuỗi số liệu trên. Thưa quý vị, hiện nay mưa đầu mùa và các đập thượng nguồn xả nước đã nâng mực nước sông ở Chung Cheng, Campuchia cao hơn khoảng 1,4 mét so với trung bình trong lịch sử. Mực nước mùa khô luôn ở mức cao bất thường trong hơn 10 năm qua, gây ra những tác động vô cùng tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh, bao gồm cá, chim làm tổ trên cạn và các động vật thân mềm. Tác động cộng hưởng của các con đập ở thượng nguồn đã giết chết phần lớn các cánh rừng ngập lũ và có thể thiệt hại hơn nữa nếu các đập được xây dựng nhiều hơn. Mùa lũ sông Mekong lần đầu cảnh báo đỏ. Sáng qua, MDM, dự án chuyên theo dõi hoạt động của các đập thủy điện và mực nước sông Mekong thuộc trung tâm Stimson và dự án quan sát trái đất của Mỹ, phát bản tin cảnh báo đỏ về mực nước sông Mekong. Nguyên nhân là do các đập thủy điện thượng nguồn ở Trung Quốc đóng đập, khiến mực nước sông Mekong tại Jiangxin thuộc Thái Lan giảm 1,5 mét. Sự sụt giảm 1,5 mét của mực nước sông Mekong tại Jiangxin, Thái Lan, tại Luang Prabang, Lào, tại Chiang Khan, Thái Lan. Trước bản tin cảnh báo đỏ, trong tuần qua, dự án MDM cũng đã phát đi hai bản tin cảnh báo màu vàng với lý do tương tự, nhưng mực nước sông giảm khoảng 0,7 đến 0,8 mét. Mùa mưa lũ sông Mekong bắt đầu từ đầu tháng 6 trở đi, và mùa này, các đập thủy điện bắt đầu tích nước, làm dòng chảy tự nhiên thường xuyên thiếu hụt. Theo Eyes on Earth, dòng chảy tự nhiên của con sông bị thiếu hụt 23,5% khi các đập chứa lớn xả nước vào mùa khô để sản xuất điện và tích trữ nước trong mùa mưa, đã làm biến đổi dòng chảy tự nhiên. Điều này sẽ làm đảo lộn môi trường tự nhiên của dòng sông, ảnh hưởng đến sự sống và sinh sản của tất cả các loài động thực vật thuộc hệ thống tự nhiên sông Mekong. Nó cũng gây nên tác động tiêu cực đến sinh kế và kinh tế của người dân vùng châu thổ Mekong. Dòng Mekong bị tổn thương. Trung tâm Season tại Mỹ tổ chức hội thảo về mùa mưa lũ Mekong 2022. Ông Alan Bassett, chủ tịch dự án Eyes on Earth, phân tích rằng mực nước sông Mekong vào mùa khô năm nay cao hơn thông thường rất nhiều. Về tự nhiên, ở phía Bắc cực nhiệt độ ấm hơn và thời gian ấm sớm hơn mọi năm làm băng tan, có một lượng nước lớn từ cao nguyên Tây Tạng chuyển vào dòng Mekong. Yếu tố trực tiếp là sự xả nước của các hồ thủy điện, đặc biệt ở thượng nguồn Trung Quốc. Ông Allen cho biết, hồi đầu năm nay, tôi có đến thăm các khu dự trữ sinh quyển ở Campuchia như khu rừng ngập nước Chung Cheng và nhận thấy cây ở đây chết rất nhiều. Những người dân địa phương cũng phản ánh nhiều về hiện tượng này, cảnh quan bị ảnh hưởng và các loài sinh vật cũng bị tác động tiêu cực. Nguyên nhân là tự nhiên bị đảo lộn, có thể 50% diện tích các khu vực này sẽ biến mất. Nếu tình trạng đảo lộn tự nhiên vẫn tiếp diễn, các quốc gia trong lưu vực cần hợp tác để duy trì dòng chảy tự nhiên, giảm thiểu tác động để bảo vệ dòng sông và chính cuộc sống người dân. Ông Allen cũng cảnh báo, trong mùa mưa, các đập thượng nguồn sẽ giữ lại nước và dòng chảy có nguy cơ thiếu hụt. Các hồ chứa tự nhiên ở hạ lưu vực, đặc biệt như hồ Tonle Sap, có khả năng không tích đủ nước.
Tonle Sap hay biển hồ ở Campuchia là hồ điều tiết nước tự nhiên khu vực hạ lưu sông Mekong, tác động rất lớn đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây cũng là môi trường sống và sinh sản của rất nhiều loại thủy sản. Ông Lanfred, phó giáo sư địa lý Đại học Wisconsin-Madison, người có nhiều năm nghiên cứu về các khu vực đập nước ở Campuchia nói, hàng chục năm trước đây vào mùa khô, những nơi này nước chỉ ngập đến gối và người ta có thể dễ dàng đi bộ qua những khu vực này. Nhưng bây giờ vào mùa khô, nước ngập rất cao và người ta phải bắc cầu mới có thể đi lại. Dòng sông đang gánh chịu nhiều tác động tiêu cực từ các đập thủy điện đảo lộn quy luật tự nhiên. Bà Chisela đến từ dự án kỳ quan sông Mekong do Mỹ tài trợ cho biết, việc gần đây Campuchia phát hiện sự tồn tại của những loài cá nước ngọt khổng lồ như con cá đuối nặng 300 kg là điều rất đáng mừng. Nó cho thấy dù dòng sông đang bị biến đổi nghiêm trọng nhưng ở một nơi môi trường sống vẫn được đảm bảo cho sự tồn tại của chúng. Bà Chisela cho biết thêm, vẫn còn có hy vọng cho những nỗ lực bảo vệ môi trường và hệ sinh thái dòng sông. Bà cũng hy vọng sẽ có sự chung tay của các quốc gia trong lưu vực, cũng như sẽ không có thêm công trình nào làm tồi tệ thêm hệ sinh thái của dòng sông. Mực nước sông Mekong cao gấp 3 lần vì thủy điện Trung Quốc. Trong tháng 4 vừa qua, mực nước sông Mekong cao gần gấp 3 lần so với mức bình thường. Nguyên nhân chính do hoạt động xả nước của các con đập thủy điện ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có sự đóng góp của các đập của Lào và Campuchia cùng với lượng mưa cao bất thường ở vùng hạ lưu. Bản tin của dự án MDM Mekong Dam Monitoring cho biết, tuần qua, nhiều hồ chứa đang cạn kiệt nước sau nhiều tháng xả đập. Có 9 trên 45 con đập đã gia tăng mức nước tích trữ trong tuần, trong đó đập Nọa Chắc Độ với lượng nước tích trữ đạt khoảng 633 triệu mét khối. Ngược lại, 10 con đập khác đã xả 156 mét khối nước vào dòng chính sông Mekong. Bản tin MDM ước tính rằng 40% lượng nước vượt mức vào thời điểm hiện tại ở Chiang Saen, Thái Lan. Chúng tôi chắc rằng lượng nước vượt mức sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Trạm đo Stung Treng ghi nhận mực nước cao hơn 1,4 mét so với mực nước trung bình lịch sử do sự cộng hưởng giữa việc xả đập thủy điện đầu nguồn với mưa trái mùa. Tuy nhiên, về trung hạn trong những tháng tiếp theo, lưu lượng nước đóng góp từ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm đi bởi các con đập thượng nguồn tích trữ nước trong khi mùa mưa gia tăng ở vùng hạ lưu vực. Tuy nhiên, đúng như dự đoán từ trước, lượng nước đóng góp cho dòng chính sông Mekong từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất toàn lưu vực. Nhiều tuần, các đập thủy điện của nước này đã xả hàng tỷ mét khối nước. Cụ thể, tổng lượng nước mà Trung Quốc đóng góp vào dòng chảy sông Mekong lên đến 36%. Trong số này chủ yếu từ hoạt động xả nước của các đập thủy điện và một phần từ băng tan. Tổng lưu lượng dòng chảy cao gần gấp 3 lần so với mức bình thường hàng năm, MDM cho biết. Trung bình, thượng nguồn của Trung Quốc đóng góp 16% tổng dòng chảy trên lưu vực sông Mekong. Tuy nhiên, mức đóng góp này có thể lên tới 41% vào mùa khô và khoảng 10% vào mùa mưa. Dồn dập cảnh báo đỏ về mực nước sông Mekong. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong mùa khô năm nay, cảnh báo đỏ về mực nước sông Mekong được phát ra liên tiếp 4 ngày. Nguyên nhân là do các đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong liên tục đóng mở đột ngột. Các cảnh báo đỏ được phát ra khi nguy cơ mực nước sông biến động trong khoảng từ 0,5 đến 1 mét. Sau giai đoạn tăng xả mạnh vào suốt tuần vừa qua với tổng lượng nước lên đến 2,45 tỷ mét khối, các thủy điện Trung Quốc đã hạn chế lượng nước xả ra. MDM Mekong Dam Monitoring theo dõi hoạt động của các đập cảnh báo như sau. Việc tiếp tục hạn chế nước bởi các đập ở Trung Quốc sẽ khiến mực nước sông Mekong giảm thêm 1 mét so với mức 0,8 mét được dự đoán trước đó ở vùng hạ lưu dọc theo biên giới Thái Lan và Lào. Tổng cộng mực nước sông sẽ giảm đến 1,8 mét, trong đó tại trạm Chiang Saen, Thái Lan sẽ xảy ra. Tại Luang Prabang thuộc Lào, mực nước biến động trong giai đoạn đầu tháng trước. Tại trạm Chiang Khan, Thái Lan diễn ra từ nửa đầu tháng trước. Trong khi mực nước đang giảm mạnh thì các đập thủy điện Trung Quốc lại đột ngột tăng xả. Bản tin cập nhật cảnh báo đỏ cho biết, các đập ở Trung Quốc tiếp tục xả nước sẽ khiến sông Mekong dâng thêm 0,7 mét so với mức 0,7 mét được dự đoán trước. Như vậy, tổng cộng mực nước sông biến động tăng lên đến 1,4 mét tại Chiang Saen, Thái Lan, tại Luang Prabang, Lào, tại Chiang Khan, Thái Lan. Theo cảnh báo của MDM cho thấy, mực nước sông Mekong đang biến động rất khó lường theo sự vận hành của các đập thủy điện. Cụ thể như tại Chiang Saen, mực nước đang giảm mạnh lại đột ngột tăng cao trong biên độ gần 2 mét. Hiện tại dung tích hữu ích dùng để phát điện và các đập này còn trên 40%.
và tiếp tục xả nước trong khoảng 5-6 tuần tới. Chính vì vậy, sự biến động của dòng Mekong trong khoảng thời gian tới sẽ rất lớn. Điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên của dòng sông và các hoạt động sản xuất của người dân hạ lưu vực. Tuần trước, theo số liệu quan trắc của Ủy hội sông Mekong quốc tế MRC, tại các trạm đo ở Campuchia đã ghi nhận mực nước cao nhất bất thường. Tại đồng bằng sông Cửu Long, sự thay đổi mực nước cũng đang làm đảo lộn quy luật tự nhiên, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Thủy điện Trung Quốc xả nước kỷ lục, nước sông Mekong đột ngột cao 2 mét. Trong tuần qua, các đập thủy điện thượng nguồn xả một lượng nước nhiều kỷ lục đến 2,4 tỷ mét khối, khiến mực nước sông Mekong đột ngột dâng cao 2 mét tại Chiang San, Thái Lan. Dự án MDM Mekong Dam Monitoring theo dõi hoạt động của các đập thủy điện trên sông Mekong cho biết, trong tuần có 18 trên 45 đập đã xả nước, trong đó 80% lượng nước đến từ đập Nọa Chắc Độ và đập Tiểu Loan Trung Quốc. Riêng đập Nọa Chắc Độ đã xả khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Tổng lượng nước mà 18 con đập xả ra khoảng 2,4 tỷ mét khối, lập kỷ lục kể từ khi bắt đầu mùa khô vào cuối năm vừa qua. Việc xả nước làm mực nước sông Mekong đột ngột dâng cao 2 mét tại Chiang San, Thái Lan, MDM nhận định. Việc xả nước hàng loạt như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng địa phương, nhưng không có thông báo nào được đưa ra bởi các nhà điều hành đập của Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan và Lào đã thông báo cho các cộng đồng gần các khu vực dễ bị tổn hại sau khi một cảnh báo sớm được đưa ra bởi MDM. MDM dự báo dòng chảy yếu dần và sẽ đến Viên Chăn, Lào vào đầu tuần này và đến Phnom Penh, Campuchia. Trạm quan trắc tại Chung Cheng, Campuchia cao hơn mức trung bình trong lịch sử khoảng 1 mét do việc xả đập ở thượng nguồn và lượng mưa trái mùa. Chúng tôi tin rằng lượng nước vượt mức sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Phần lớn lưu vực sông Mekong từ đầu nguồn đến vùng Tam Giác Vàng đến Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Việt Nam vẫn ẩm ướt hơn bình thường vào thời điểm này trong năm. Nhiệt độ tại các vùng hạ lưu mát hơn bình thường từ 1-4 độ vào thời điểm này trong năm. Dự báo của MDM càng được củng cố vì theo MRC, Ủy hội sông Mekong quốc tế, mực nước tại đập Cảnh Hồng trong tuần qua tăng đến 1,39m, đạt mức 537,78m, cao hơn mực nước trung bình của năm 2020-2021 đến 0,38m. Cảnh Hồng là đập nằm phía dưới cùng trong hệ thống 11 đập thủy điện bậc thang của Trung Quốc ở phía thượng nguồn sông Mekong. Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc từ đầu tháng đến nay thường xuyên duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm 0,3-0,4m. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh Tin mới nhất ngày hôm nay. Đây là kênh thông tin hữu ích, chuyên cập nhật về những tình hình chính trị ở trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và gửi tới quý vị vào 5 bản tin mỗi ngày. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.